Chiều nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm về triển khai thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận quận Nam Từ Liêm đã nghiêm túc triển khai chỉ thị số 24, thể hiện ở nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý là chỉ số cải cách hành chính của quận luôn duy trì vị trí đứng ở top đầu. Tập thể cán bộ lãnh đạo quận luôn đoàn kết, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quận chú trọng tuyên truyền, quán triệt nội dung chỉ thị số 24 trong hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, tạo sự lan tỏa từ người lãnh đạo tới tất cả các bộ phận, các cấp trên địa bàn. Quan trọng là khi thực hiện phải tạo ra những sản phẩm cụ thể trong từng lĩnh vực. Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh quận ủy Nam Từ Liêm cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như quy hoạch, bảo đảm văn minh đô thị, an ninh trật tự. Cùng với đó cần quan tâm đến việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, rà soát lại quy chế quy trình, việc phối hợp nội bộ, tổ chức bộ máy cán bộ, thực hiện công tác nhân sự đánh giá cán bộ, thường xuyên thanh kiểm tra tại các đơn vị để nhắc nhở, phê bình, điều chuyển, xử lý các đơn vị vi phạm và kịp thời biểu dương khen thưởng những đơn vị cá nhân thực hiện tốt chỉ thị số 24.